Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha, đo cái đồng hồ này và đo linh kiện nha, để giải quyết cho các bạn mà có những cái câu hỏi như là học điện tử bắt đầu từ đâu anh, học điện tử bắt đầu từ linh kiện nha các bạn. Linh kiện mình phải quen thuộc linh kiện điện tử rồi mình mới sửa được. Ví dụ ở trong mạch điện của chúng ta phải biết cái con này là con gì, con này là con gì và nó hoạt động như thế nào thì chúng ta mới sửa máy được, nhớ không? Nhớ không các bạn? Phải biết nó là tên gì và nó là nhiệm vụ gì và nó còn sống hay là đã hư rồi. Thì để đo được những cái con này các bạn thấy nó tùm lum hầm bà lằng sáng tưa sáng cấu này hết, thì có cái cách đo nó đơn giản lắm mà các bạn hãy học từ từ, hãy đăng ký kênh và theo dõi những bài học để mình mới biết được từ từ nha các bạn ha. Bây giờ mình đo vài con trước cho các bạn xem nè. Trước tiên á là mình đo cái con cái chuông đi ha. Trong cái mạch điện mình có cái chuông như thế này nè, mình đo nó như thế nào để biết cái chuông á nó còn sống hay đã chết ha. Thì bây giờ mình bật qua thang nhân 1 nè các bạn biết không, đồng hồ mình đặt thang nhân 1 nha. Quay đen với quay đỏ nè, mình bấm mình đo nè. Nó không lên kim nha, nó không lên kim. Trở lại, trở que lại. Đó. Nó lên kim nè các bạn thấy không? Nó lên kim nè. Có nghĩa là cái lo này còn nó còn sống nha. À, còn sống. Còn để cái lo nó kêu nữa thì mình chích cái cục pin đây nè ha. Cục pin 5V hoặc 9V mình nhá một cái là nó sẽ kêu ha. Đây. Các bạn thấy không? Đó. Đó là một chiều lên, một chiều không lên. Khi mà chiều lên gì nè thì các bạn biết á, que đen á là que dương. Từ trong đây nè. Nó đi ra que đen, có nghĩa là điện thế dương của trong cái pin á nó nhờ hai cục pin trống á để nó cấp ra, thì cái này là mình đo như thế này nó lên kim, có nghĩa là cái que đen nằm đây là cái này dương nha các bạn ha. Đó là một cái phương pháp đo của cái chuông. Rồi. Tiếp tục mình đo những cái con tăngsito nè. Ví dụ như con tăngsito nhỏ nhỏ này ha để mình biết. Đó. Tăngsito nhỏ nhỏ này nè. Rồi, mình không biết dấu hiệu nó sao hết á. Thì mình banh háng nó ra. Banh cái háng nó ra. Rồi, bây giờ mình đo nè. Một lần đo thứ nhất không lên kim, một lần đo thứ hai không lên kim, đảo kim lại. Một lần đo thứ nhất lên kim, một lần đo thứ hai lên kim. Có nghĩa là chân này chân chung nè. Rồi, để xác định là chân chung nè ha. Là hai lần đo để đo. Que này là chân chung là chân B, B nè. Rồi. Chữ C với chữ E là mình đo nè. Nè các bạn thấy không? Rồi mình kích nó lên nè, nó không lên, mình để nhân thang như một á, nhân 1 kg nha, chăng 1 kg hoặc 10 kg thì mình kích nó lên. Kích nó lên vậy cái thằng này nó chết nè các bạn, biết chân chung nhưng mà hai chân CE là nó không được lên nhau, nó chết rồi đó, nó chết rồi nha, nhớ nha, con này chết rồi. Hoặc là cái con này là con IC, các bạn coi lại kỹ lại con IC hay là con ơi, con này con IC nha các bạn, đo khó lắm nha. Đo không được. 431. Rồi. Như là con này con IC, rồi mình đo tiếp tục nha các bạn ha. Rồi diode nè. Diode thì các bạn nhìn thấy diode dẹp dẹp nhìn ha, là ông cái này là dấu cộng nè. Điện ra. Có nghĩa là diode các bạn nhìn chứng chân là 1. 1 2 3 4. Chân 1 nè, có cái dấu này nè là chân điện thế cộng đi ra. Còn đinh này là điện thế trừ đi ra. Còn hai cái này là điện thế AC, DC, AC. Hai chân này là AC đi vào và hai chân này DC đi ra, có nghĩa là cái nhiệm vụ của con này là để nắng điện nha các bạn, nắng điện. Rồi mình đo nó nè. Thì cái chân này á, cái chân cộng này với chân trừ này nè là các bạn đo một lần lên kim, một lần không lên kim nha. Không lên kim nè. Đảo kim rồi nè. Rồi một lần lên kim, rồi cái này là chức năng này đang tốt. Rồi mình đo cái AC nè. Hai chân AC là hoàn toàn không lên kim nha. Nếu mà nó lên kim là nó hỏng con này rồi, con này bị hỏng rồi, không lên kim thì con này còn tốt nha. Rồi để xác định được con này nó hoàn toàn tốt luôn, các bạn đo chân này với chân này luôn. Nó phải một lần lên kim, một lần không lên kim. Không lên kim. Rồi đảo kim lại nè. Lên kim, thấy chưa? Lên kim. Rồi bên đây cũng vậy, một lần lên kim, một lần không lên kim. Lần này không lên kim nè, lần lại còn lại phải lên kim. Không lên kim. Rồi, lần còn lại nè, đảo lên nè. Lần này phải lên kim nha. Không lên kim là nó bị hư đó. Lên kim. Rồi. Rồi tiếp tục, cũng như một con diode này thì chúng ta đo hai chân này nè, sáp vô rồi đo hai chân này trước nè, không lên kim này ha. Không lên kim. Đảo lại. Đảo lại nó cũng không lên kim luôn. À, lên kim.
Vậy là con này bị hư nha các bạn. Hai chân này không được lên kim. Hai chân này đo hai lần đo không được lên kim nha. Cái này mình đo lên kim nè. Lên kim, đảo chữ V lại nè. Không lên kim có nghĩa là con này nó bị hư rồi. Mấy cái chức năng khác mình không cần phải đo nữa. Rồi, tiếp tục mình sẽ đo thêm nha các bạn. Đo tụ này đi. Ví dụ đây mình có một con tụ nè. Rồi, bây giờ mình đo con tụ nè. Mình để bất kỳ ha. Que đen để bên trừ, que đỏ để bên đây nè, các bạn đo lên nè. Đó. Nó lên kim như vậy nè, bắt đầu nó hạ xuống nè, các bạn thấy nè, nó hạ kim xuống nè. Đó, thấy chưa? Nó hạ xuống như vậy á, nó hạ chừng nào tới số 0 á là cái tụ này nạp xả tốt, nó không có bị rỉ. Còn nó hạ mà phân nửa đường á là cái tụ này nó nạp xả không tốt nha các bạn. Rồi các bạn để chú ý mà nhanh hơn á thì các bạn bật xuống nhân 10 thôi. Nhân 10 thôi thì nó nạp xả nhanh hơn. Rồi nè, nó nạp xả nhanh hơn nè. Rồi nhả xả liền ha. Rồi mình muốn nạp nó lại thì mình phải sao? Xây đậu con tụ lại. Đó, hoặc làm đảo kim. Rồi, lên nhả xuống liền. Thấy chưa? Rồi, muốn để lại thì mình ra nè. Lên nhả xuống liền. Lên nhả xuống liền thì con tụ này còn tốt nha. Đo mà nó lên đứng kim hoặc nó trả về tới đây là con tụ này nữa. Nó bị hư hỏng, các bạn phải thay nó ha. Rồi ngoài ra các bạn có đo những con led trong đây nè. Những con led này đặc biệt ở đây những con led 6V đó, hoặc là 3V, 18V hay gì đó không biết. Nhưng mà ở từ 3V thì mình mới đo được đồng hồ này nha các bạn. Muốn đo được con led mà nó sáng lên á thì các bạn hãy bật hai nhân 1, nhân 1 ôm nha, hai nhân 1 ôm. Rồi các bạn hãy đo nó. Rồi các bạn để xuống nè, bắt đầu đo nó. Đo nó thì gồm có mình chích vô hai đầu của nó nha. Nó lên kim. À led mà nó lên kim mà nó không sáng, có nghĩa là con này nó bị chết nha các bạn. Rồi, cái này mà nó không lên kim thì mình đảo đầu lại nha, đảo đầu lại. Rồi, nó sẽ sáng lên, có nghĩa là một đầu sáng, một đầu không sáng, diode. Này nó là một con diode mà nó phát quang, nó y như một diode. Diode chỉ cho một dòng điện đi 1 triệu đi qua thôi. Như vậy thì để xác định đầu âm đầu dương thì các bạn biết không? Que đen là đầu đầu dương của con led nha. Que trừ là đầu âm của con led, nhớ nha. Que đỏ là đầu âm của con led, que dương là đầu dương của con led. Que đen là đầu dương của con led. Đó, que đỏ là đầu âm của con led, để các bạn nên nhớ nha. Từ trong pin đi ra nó là này là dấu cộng nè, này là dấu trừ nè. Rồi, để nhiều bạn thắc mắc quên lộn cái đó. Rồi tiếp tục những con tụ như thế này nè, mình có máy chuyên dụng mình mới đo được. Còn nếu không á thì mình đo mình sẽ thấy nó nè. Thấy không? Nó không lên. Rồi mình bật thang nhân 10 hoặc là nhân 1 ký thì mình đo nó nè. Nó chỉ nhích nhẹ một cái thôi. Thấy không? Nó nhích nhẹ cái các bạn không khó phân biệt lắm. Thấy chưa? Đó. Đó, nó cũng nạp xả rất là tốt ha. Rồi, nhưng mà phải đặt nha, thay nhân 10 nha, hoặc là nhân 1 ký. Nhân 10 này thì trong cái máy của mình phải có pin 9V. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục, đây là cái con biến trở. Biến trở nó cũng giống như điện trở vậy nè các bạn ha. Nhưng mà nó có 3 chân. Thay vì con điện trở nó có 2 chân thôi, nó cho dòng điện đi qua nó trên cản lại trên cái chỉ số của nó. Bây giờ con này cũng biến trở cũng vậy. Nó đi vô á là nó đi vô chân bìa và nó ra là nó ra chân giữa. Chứ nhớ bạn nhớ không? Nó đi vô chân bìa và ra chân giữa thì hai bên cân bằng nhau và chính giữa đi ra. Rồi bây giờ mình muốn đo con điện trở nó bao nhiêu ký? Biến trở nó bao nhiêu ký thì bây giờ mình chẳng biết nó mã số nó gì hết, mình đo thử nha các bạn ha. Rồi mình sẽ đo thử nó. Rồi mình bật thang nhân 1 ký nha, thử 1 ký đi. Rồi bắt đầu mình bỏ nè. Mình để cái thang này nè. Ở hai chân này nè, mình bắt đầu mình vặn nó nè. Mình vặn nó nè. Các bạn thấy nè. Khi mà vặn gì á nó sẽ xuống cái chỉ số của nó. 1 nhân cho 10 là như các bạn 10 ký nha. Maximum của nó là 10 ký nha. Rồi lên tới 2 ký, 3 ký, 4 ký, 5 ký, 6 ký, 7 ký, 8 ký. Có nghĩa là con điện trở này nó sẽ biến nó sẽ biến thiên, nó sẽ cho ra 1 ký, 2 ký, 3 ký đến 10 ký là maximum của nó. Thì như gọi là biến trở. Đó, biến trở để sử dụng trong những cái volin âm ly hay là thùng bát. Nói chung là những cái âm ly mà karaoke rồi đó, những cái volume nó rục rẹt đó, các bạn xịt R77 đây nè. Hoặc lỗ đây nè. Rồi các bạn xe nó giống như là các bạn đang xe cái vụ gì kia ha. Rồi, bây giờ xe nó gì nè, nó sẽ hết rục rẹt. Rồi, ở đây là một cái con biến trở nha. Rồi cách đo con khác nữa nha. Rồi, đây là con led. Con led thì nó cũng có đầu cộng, đầu trừ để mình đo nè. Mình phải bật nhân 1 nhưng mới được nha các bạn ha. Nó cũng có đầu cộng và đầu trừ. Rồi mình đo là gì nè, không lên nè. Rồi mình đảo kim lại nè. Đảo kim lại nè. Đó, mình đo là con led này đi lên ha. Quá dữ luôn ha. Rồi, như vậy thì mình xác định được là đây là chân dương và đây là chân âm. Chân dương thường thường nó có ký hiệu là gì? Chân dài.